Vào 6 giờ sáng ngày 13 tháng 8, do nước lũ trên sông Krông Anna dâng cao, chảy xiết đã làm vỡ đoạn đê bao cánh đồng lúa nước của các xã Quảng Điền và Bình Hòa, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Đoạn đê bị vỡ dài hơn 7 mét, sâu khoảng 3 mét, đã gây ngập úng gần 1.000 hecta lúa của bà con thôn 2 xã Quảng Điền. Tràn lan là nước nó lũ ở đây, nó tràn đồng, gần tràn đồng thì nói chung nhân dân chúng tôi nè chuẩn bị là nói chung là rất thiệt hại rất là nhiều. Ngay sau khi phát hiện sự cố vỡ đê bao Quảng Điền, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Anna đã huy động lực lượng hơn 500 người cùng với hàng chục phương tiện gồm xe công nông, thuyền, xà lan, ghe, cano khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ. Trong đó, riêng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Anna đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia cứu hộ đê. Lực lượng quân đội cùng công an, dân quân tự vệ đã dầm mình trong dòng nước lũ, sử dụng cọc gỗ, lưới sắt và bạt ni lông tạo bức tường chắn vây phía trước đoạn đê bị vỡ để ngăn dòng chảy. Sau đó sử dụng bao cát, đất, đá đắp lại đoạn đê. Công tác cứu hộ được tiến hành gấp rút, khẩn trương. Lực lượng bộ đội thường trực đã huy động, thì riêng bộ đội chủ lực là 30 đồng chí và dân quân tự vệ là của cả xã Bình Hòa thị trấn là gần 100 dân quân tự vệ cùng bà con thì tham gia để cứu hộ. Việc cứu đoạn đê bao Quảng Điền này rất quan trọng, vì nếu không cứu được thì toàn bộ hơn 2.000 hecta lúa nước của bà con các xã Quảng Điền, Bình Hòa sẽ bị nhấn chìm trong biển nước, thiệt hại về tài sản là rất lớn. Chính vì thế, ngay sau khi nhận thông tin xảy ra sự cố vỡ đê, địa phương đã nhanh chóng điều động các lực lượng triển khai phương án ứng cứu. Với phương châm 4 tại chỗ, các lực lượng đã và đang nỗ lực hết mình để cùng với bà con nhanh chóng cứu cho được đoạn đê vỡ, bảo đảm an toàn cánh đồng lúa nước hơn 2.000 hecta đang trong thời kỳ trổ bông, làm hạt. 4 ngày qua, trên địa bàn xã Quảng Điền, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn đã gây ngập lụt hơn 17 km tuyến đê bao ngăn dòng sông với cánh đồng lúa. Người dân địa phương cũng đã sử dụng các bao đất, cát, đá gia cố ngăn nước. Sáng nay nhận được tin báo thì chúng tôi đã điều các lực lượng công an, quân đội, tất cả thì các đồng chí thấy là khoảng gần 500 lực lượng để tham gia cùng bà con để khắc phục, cũng đang có nhiều cái phương án. Đấy, hiện nay đã huy động các phương tiện máy móc và tàu thuyền để mà vận chuyển các cái cây rồi cũng như là gia cố lại bờ kè để xử lý cái điểm sạt lở. Sau hơn 12 giờ đồng hồ, người dân và lực lượng vũ trang huyện Krông Anna đã ngăn được dòng nước và đắp lại thành công tuyến đê bao bị vỡ. Theo ước tính sơ bộ của người dân, vụ hè thu này, người dân xã Quảng Điền bị thiệt hại lên đến 90%, trong đó có những gia đình bị mất trắng hoàn toàn.